À, đánh luôn rồi. Vâng, anh em đang comment là 9-0 là có thật. Vâng, ACDN của thủ chim sẻ nhàng ở gần góc 6 giờ. Đây là 7 hiệu đầu của em. Quả đầu đang nằm ở đâu? Đây rồi, sâu. Mấy cây? Vâng, 6 cây đấy, cái thủ chim sẻ. Nó may là còn chỗ đóng gờ chấp nhận được. Vâng, mặt máy he he. Quả mấy đây? Quả 7. 6, 6 đến thứ he. Và đã có 7 hiệu đầu rồi. Và anh vừa lòng xem game thủ em đợi mình sẽ quay trở lại sau ít phút. Anh em đợi chút. Rogan, Okama, Alamas, Donna, 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 Alamas, Donna,
Alo, alo, đây là áo em là lâu, lâu rồi, tí về giật. Ok, chúng ta cũng quay trở lại với trận đấu này, đây là một bài he, bài dâng 5BA. Ở BB lên sớm mà, à BB lên ngang với he thôi. Vâng, tham lại là 27 cho he, đi dâng ngang như thường lệ thôi. Hôm nay cũng quay trở lại với trận đấu này, rất xin lỗi mọi người. Vâng, nãy giờ bình luận để máy he em đời quên bật mic. Vâng, như vậy là đây có đôi voi nữa để hè ăn hoang, rất là ok. Vâng, BB thì ngay cạnh rồi, hãy cùng xem hè có sát thương như thế nào trong trận đấu thứ ba này, để có thể kết thúc luôn cả BB và Queen với tỷ số 3-0 hay không. 5-3 bắt đều. Vâng, sẻ cũng đã có tơ đầu đẩy đi, hôm nay là 38-40 rồi, cùng chim sẻ. Vâng, Cam Quyết ở 10 giờ và BB 12 giờ. Vâng, hè bắn luôn nhà của BB rồi. Vâng, có bánh xe chạy luôn, chỗ này là điểm yếu đấy, một dân này lao vào nhà đối phương rồi, rất sẻ giống như ông đang đấu cơm bên kia. Đây rồi, BB tuân cung đờ đầu tiên và lùi vào bên trong. Bắn máy của sẻ. Sẻ đang lao vào nhà của đối thủ Cam Quýt, ăn được dân của khoanh gỗ của đối phương. Tham lại 46 dành cho đối thủ chim sẻ nhàng. Và tham lại là 46 thì sẻ đang có trận đấu nửa tham cũng bình thường. Một bài đấu lên đời mà sớm hơn game thủ em một chút xíu, nhưng trận này thì Quýt là người lên đời sớm nhất bản đồ, nhưng không thể Quýt đâu. Không thấy Quýt bắn hè, chẳng thấy Quýt bắn sẻ. Tham lai sẻ lên 50 rồi này. Vâng, đây là máy của hè. Vâng, hè tham lai là 41/52. Hãy tạt sang Quýt bắn thôi đi. Không đủ được về nhà BB nữa rồi. Vâng, bắn máy game thủ chim sẻ. Sẻ đang lao vào giữa nhà ruộng chính game thủ Cam Quýt luôn. Và game thủ hè đang muốn tạt sang nhà Cam Quýt tuần này. Hai anh em sẽ kết hợp để chơi Cam Quýt phá vỡ em tốt của những chim sẻ nắng. Đứng trên dốc và điều rồi. 4-4. Vâng, 4-4. Thường thường tình huống vừa rồi là 5-4 nhưng mà sẻ vẫn thắng. Hè đây kìa, bắn. Vâng, bắn máy cái thủ hè. Hè bắt đầu lao vào nhà BA đối phương. Tham lai là 47. Lây trồ luôn. Vâng, sẻ vòng lên trên rồi nhưng tên này hè đấu được. Hè đấu được. Đấu thoải mái luôn. Tham lai là 39 rồi thủ hè. Vâng, nhưng mà Quýt đang có dân ở đây. Hè đang ốp A của Cam Quýt và Quýt tờ này chết. Vậy, sỏi xin cái tuổi, chạy hộ cái. Vâng, riêng về khoản 7E của Hè thì vâng, không phải nghĩ. Vâng, không phải nghĩ. Úi trời ơi, Hè ơi, tí nữa thì ăn nốt. Tham lại là 30 rồi, ở nhà bị bắn. Vâng, 34/48 dành cho game thủ Hè, ăn thoải mái luôn. Quýt hết quân rồi. Cái pha 7E của Hè thực sự là đỉnh cao. Vâng, báo về là BB sang cứu, chơi luôn cả B không. Sẻ đang có tham lại là 61 rồi. Ở trong đi dân của Cam Quýt cũng đang bị sẻ bắn. Vâng, chết rất nhiều dân của Quýt. Tham lai 61. Vâng, B sang cứu tuần này. Chúng ta phải đánh bay nhà cái thủ Cam Quýt. Chim lợn ngồi sau để ý bản đứa con thằng he ấy. B nó bắn bao nhiêu. Vâng, màn máy của thủ he. Đấy, he không bị B quả một tên. Tham lai là bay. Trời ơi, mất tham gì em ơi. Vâng, he trận này tham cũng to đâu, nhưng mà tham mình đè đấy. Tham mình đi một chút rồi. Quýt cũng chỉ ngang với game thủ hè thôi, nhưng sẻ đang to. Và đây là những con cung đờ game thủ Cam Quýt. Tham lai của sẻ, xin lỗi của game thủ hè giờ là 31/48 rồi. Có bài đấu dâng ngà như thường lệ đến từ hè. Và đang có sát thương rất là cao trong trận đấu này. Vâng,
Vâng, dân của em không còn nhiều nữa. Và mình nghĩ trận này Quýt đang giữ được nhiều dân hơn nè. Timeline của em chỉ còn là 24 thôi. Hè tụt time sâu quá em ơi. Vâng, time cân rồi đấy. Vâng, mặt máy game thủ chim sẻ. Vâng, sẻ timeline 82-84. Một trận đấu mà sẻ và BB sẽ đua phát triển với nhau. Quýt thì chết rồi và Hè cũng vậy. Quýt trận nào bị Hè với sẻ đấm nhức cốp lên luôn. Báo về BB vẫn đang chặt gỗ 1. Timeline đồng số là 83-88. Nhưng mà thủ chim sẻ bung nhà chính ra để có thể đào vàng. Phát triển rất là mốc bình rồi. Bài khung ở góc 6 giờ. Đấy, thủ chim sẻ nhàng. Và đang cơ cấu đua phát triển với BB trên 12 giờ. Vâng, chào anh Tùng nhá. Hello anh. Cái gì mà cút cút. Rồi, đây là timeline 23. BB đuổi à. À đây 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 đây. Hai cung rồi, Quýt ở đây. Dân nó hồi đâu nhỉ? Ở giữa anh nhà sao? Ở khu vực giữa anh nhà sợ Quýt hồi đây không? Và đây là những con cung rồi, cầm Quýt đang bị Hè đuổi. Các ông Sẻ đang ở nhà mà. Sẻ đang nhắm Quýt không có đâu. Bi cũng đang hồi đây. Vâng, chắc Bi sang cứu đi Quýt cho dân về nhà rồi. Sẻ đốt hết đào Quýt. Bung ra hai nhà chính để đào vàng, đúng rồi. Đây Quýt ở nhà này. Tham lại 104 dành cho anh thủ chim sẻ nhà vẫn đang áp lực ở nhà cầm Quýt. Nhà Bi mắc binh lắm, nhà Bi mắc binh không được vào luôn. Thông tin báo về BB 60 dân và đang bắt đầu đào vàng. Con sẻ thì đào gần đủ vàng rồi, Quýt 4 luôn. Tơn này thì mình nghĩ rằng Bi sẽ ốp vào nhà sẻ vì sẻ dừng tham Quýt 4. Và Hê sẽ phải tập trung ở gần nhà sẻ luôn. Bởi vì nếu như đối phương ốp vào còn quân đỡ. Lên bản đồ là đối thủ chim sẻ. Rồi bạn vào ốp thì Hè phải có mặt ở đây để đỡ nhà cho sẻ. Tham lai đang ở số là 111 là đối thủ chim sẻ. BB vừa mới đào vàng thôi. Và BB bắt đầu đi quân rồi. Hè đang bắt đường đi quân của BB cho sẻ. Và thông tin báo về BB vẫn đang đỡ nhà. Đi chưa? Không đi à? Mới đào 500 vàng đến BB thì chưa thể kích 4 được. Chắc chắn. Và BB không đi quân ốp sẻ thế này thì sẽ lên 4 thì khỏe lắm. Báo về là bây giờ BB bắt đầu đi. Quá tuyệt vời. BB mà đến nhà sẻ thì sẽ lên 4 sau. Bắt nốt Quýt. Vào mặt máy của game thủ Hè. Hè định lao vào nhà BB nhưng BB lại kéo quân về để bắt Hè chứ không đẩy sang nhà sẻ nữa. Tham lai của Hè bây giờ chỉ là 27 thôi. Sẻ thừa đồ thì bơm cho Hè một tí. Nhưng mà sẽ phải đợi lên 4 để nâng cấp công nghệ xong mới bơm được. Em phải tự hồi đây, Quýt đây rồi. Không, chưa chắc đâu, Quýt cứ nổi quân lại rồi. Bàn máy cái đủ chim sẻ chuẩn bị lên 4 và cân mát trong trận yếu này, đây rồi. Mút. Và BB bắt đầu đến nhà chim sẻ đáng. Một tơn đi quân của BB. Xong tơn hot nâng cấp công nghệ. Quá mắc bình. Lùi lại một tơn và kéo thêm quân về tăng A. Và đổi lại đốt vào nhà sẻ tơn này thì ở nhà BB cũng sẽ kích 4. Đào 1.000 vàng thì bây giờ kích 4 rồi gì. Vâng, sau khi đỡ nhà xong thì sẽ phải ôm ngược nhà Bi. Tham lai là 114. Kích góc 6 giờ có bãi vàng, ngon. Vâng, tuyệt vời luôn. Hot đã ra rồi, đấu quân thôi. Vâng, tham lai là 116-152. Dành cho thủ chim sẻ tân này đỡ thoải mái luôn. Báo về Quýt đang hồi nhà cũ. Cho một kích cung rồi, nhà Quýt này là để ôm ngược nhà Bi. Thì đây cũng chờ quyết định chim sẻ. Bắt đầu sổ ra rồi. Vâng, BA sẽ đang hơi dắt. Tham lai đã bắt đầu vòng lên. Khi sẽ bắt được quân của Bi. Vâng, như vậy là Hè là muốn sẽ bắn lại Quýt một tơn. Vì Quýt đang nở lại khá là to rồi. Tham lai 120 đến cái thủ chim sẻ nháng. Bung cho nhà Hè ăn vàng không. Đang lên rồi. Ý anh là sẽ đang lên nhà Bi rồi. Và báo về Bi vừa hóa được 4. Ốp được tơn này là tươi này. Lên. Vâng, Bi vừa mới lên 4 xong và sẻ đang một ôm ngược. Timeline của sẻ đang 135-180. Vâng, pha vẩy E để bắt quân của BB. Vậy, không vẩy nữa nên sẻ bắt quân ở hai mặt luôn. Timeline là 133-180. Rất khỏe, đối thủ chim sẻ đáng khi lên 4. Bi vừa mới hóa được 4 thôi. Bơm cho Hè 700 gỗ luôn, chứ cho 100 gỗ thì bây giờ là hơi hèn. Vâng, lao vào nhà đối phương. Vâng, bật nầy trổ luôn, dí thôi. Hot của Bi cũng đã có. Vâng, Bi cũng chơi cao rồi.
và pha về trên chiến thắng để bắt hot của cầu thủ BB và tràn hà thôi. Thế trận đời 4 đua phát triển giữa BB và cầu thủ chim sẻ, và tham lai của sẻ bây giờ là 130. Sẻ cần phải bung đi ăn vàng đi, dân vàng ở nhà hết rồi kìa. Và ôm thẳng vào nhà BA của cầu thủ BB luôn, sang nhà hè ăn vàng thôi. Và bên này cực kỳ nhiều, cháy ruộng kìa. Vâng, rất khỏe rồi, hot kia chạy đều lên, chạy đều lên, liên tục, và sẽ khiến cho BB không đỡ được nhà và BB sẽ thua. Vâng, quýt bây giờ không tính tiền nữa rồi, tầm này không kể chuyện đến quýt nữa. Hè và quýt tầm này không quan tâm, tầm này chỉ có sẻ với BB thôi, bởi vì đây sẽ là hai nhân tố quyết định chiến thắng ở trận thiếu này. Và bây giờ được quýt sang cứu, đó là không tính tiền rồi mà. Và bây giờ cũng là quýt không tính tiền, sẻ đánh quá chắc trong trận thiếu này. Vâng, hè thì đang đi quản vàng hộ chim trần nháng, và tầm này BB không đỡ được quân. Tham lai là 130 dành cho cầu thủ chim sẻ. Khả năng chúng ta có 3 không ở trong chiến đấu đầu tiên là rất cao. Vâng, ôm vào nhà đối phương. Và đây là ruộng của BB. Nồi cơm bị chơi vào như thế này thì không còn cửa nữa rồi. Và 1-0 về C dành cho cặp đôi chim sẻ nắng và cầu thủ hè. Chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với C đấu thứ hai ngay sau đây. 1-0 về C rồi. Các bạn cảm thấy ok chưa? Anh em cảm thấy ưng chưa? Ưng quá chứ còn gì nữa. Chúng ta hãy cùng chờ đợi C2 AC dành cho game thủ Hehe. Và đây là trận thiếu thứ hai trong chiếu thứ ba, chúng ta dẫn trước một trận rồi. Và anh em đã có bảo là chuyển sang đánh random đi, còn kèo người ta chốt với nhau cả tuần rồi, bây giờ anh bảo chuyển random, nói chuyển là chuyển được thì khác gì trẻ con nữa đâu anh. Và quả đầu 7 dành cho Hehe, xe đã bắt đầu ỉ ôi rồi. Ôi rồi thôi thì mổ tạm vậy. Quả 6. Thêm một bãi quả xấu nữa dành cho cái thủ chim sẻ. Nên đi trò đầu tiên thì em hy vọng sẽ có nhiều đồ ăn. Và hy vọng sẽ có voi hiệu để sẻ sớm đưa về nhà chính cho mình. Chứ quả đầu thì ở đây thôi. Nó xấu quá. Đưa hiệu về thôi. 4 con. Đưa nhanh về đỡ chậm dần ngay. Rồi thịt một chú. Và tiếp tục đưa hiệu về. Bàn máy cái thủ hè. À vâng, hai chú bộ đội quả phụ luôn. Có người chết. Ái trời ơi. Đôi voi. Vâng, hè bây giờ gọi voi là cảnh sát Philippines nữa. Cạn lời. Nhiễm rồi. Đi nước ngoài bây giờ bị nhiễm anh em ạ. Làm thêm vòng nữa. Một đôi voi, một bãi quả phụ và đang tìm nốt bầy hiêu. Hoặc là thêm vài bãi quả nữa để có thể có vài dâng à. Và nghe lên sớm như này đi dâng sẽ rất là hiệu quả. Cái quan trọng là thế bài của sẻ có được hay không. Con thằng nó chết đấy. Ôi. Hỏng rồi. Chết không nhở? Không chết, may. Thôi đưa về vậy. Giết nó. Này còn thế nữa. Một đôi voi, một bãi quả. Chưa thấy bầy hiếu đầu của chủ hè ở đâu. À đây, vâng, hiếu đầu sau rừng. Mình không nhìn ra. Mắt của hè thì nó sáng hơn anh em biết rồi. Nhìn bầy hiếu nhanh lắm. Mình nhìn mãi không thấy đâu. Phải hỏi thì cho hè chỉ cho. Và chị cảm ơn Trầm Việt Anh đã gửi tặng game thủ chim sẻ nắng 100 sao. Cố lên sẻ đệ, sang Philippines có gì hay không kể anh nghe. Vâng, hay anh. Cái thắt cầm sóc lọ anh ạ. Hay. Rất lạ so với Việt Nam. Ơ, thêm voi tươi. Và cắt dần dần quả phụ luôn. Bắn máy game thủ chim sẻ để xem đồ ăn như thế nào. Đây là sẻ. 21 trên 24. Vâng, như vậy là quả phụ ngay cạnh quả chính luôn. Tìm thấy ba quả này sớm như vậy tươi hơn bao nhiêu. Kiểu đi vượt lên một tí nhờ. Đúng không? Cũng 6 cây. Tìm thấy quả phụ chưa thì tươi. Sẽ không phải chậm dân thời điểm đầu. Hai bầy hiêu, hai bãi quả. Bãi này mà ông trẻ rồi đi dâng á.
Anh tưởng em lại đi cho Nga bài này thì đúng là nát gạo. Vâng, lùa hiêu về thôi. Nói chung bài sẻ cũng xếp xếp về đồ. Hai bài hiêu, hai bài quả. Chưa thấy ai ở đầu cánh của mình đến từ chim Trần Nhang. Vâng, 8:56 mới có thể kích hai đến từ sẻ. Muộn quá. 27 dân AC. Báo về đội bạn dò 8 và 9% ở trong trận đấu này. Vài đấu khá là được dành cho cặp đôi BB với thủ Cam Quýt. Vâng, chúng ta cùng quay trở lại một máy game thủ He xem một vài đấu mà ra Nga như thế nào. Và đeo BA của He và đây sẽ BM cho em. Vẫn còn những con heal trong mấy đầu có thể đưa về nhà chính khai thác sau khi lên đời. Lực còn từ heal, còn từ quà. Và trên đường Dương Nga cũng có thấy thêm đồ gian hay không. Và kích đời ở 10, 28, 26 giờ AC. Và đưa nốt 4 con heal này về. Và bài đấu mà sẽ đang khá là xấu. Các bạn thấy quả đầu xấu nó ảnh hưởng rất nhiều công tác em đời. 8, 5x có thể kích 2. Đây là con xe giò của game thủ Cam Quýt. Khả năng quýt ở đầu cánh của hè là rất cao. Ra ruộng. Vẫn còn con voi kìa hè. Câu về không? Và đeo BM của sẻ hơi giật mình. Và tiếp tục tăng A đi hè. Chúng ta cùng quay trở lại một máy game thủ chim sẻ. Em sẽ có bài vở như thế nào. Và đây sẽ BBM bo mặt từ nhà E sang 27 dân cộng 1. Bắt đầu về ruộng, đây là bài kích đời muộn đi thủ chim sẻ nhàng. Báo về He đến sớm ra bản đồ. Và Cam Quýt là người lên đời cân với chim sẻ nhàng rất tươi. Và đây là He. Thôi thôi chúng ta cứ xem He bắn vậy. Quýt lên cạnh, Quýt lên đời cân với chim sẻ nhàng đấy. Và thông tin từ He báo về là Cam Quýt đi chẳng ạ. Thêm một con voi nữa đi từ hè, 5 BA trong trận đấu này thôi. Và BB đầu cánh của game thủ hè ngay cạnh nhà luôn này. Thế bàn 2 bây giờ. Và báo về đoạn lên ngang game thủ chim sẻ đáng hết. Vậy thì hè sẽ bắn nhà Cam Quýt đầu tiên. Vâng, giờ Nga đúng bây giờ Cam Quýt luôn. Và đây cũng xem sát thương cái thủ E trong trận đấu này. Và Quýt sẽ là mục tiêu đầu tiên. Mà E lao vào. BB thì ở ngay đầu cánh nhá, cái thủ E đây. Và turn 2 thì E sẽ lao vào nhà B. Vâng, lao nhà Cam Quýt kìa đã. Chưa thấy dân đối phương đâu. Đây, bãi quả, bãi quả, bãi quả. Vâng, dân B. Chứ không phải dân của Cam Quýt. Thế thì He đã bắn BB đầu tiên rồi. Đây là bài gỗ của đối phương. Tham lai là 38. Và bắt đầu chơi vào những con nông dân của game thủ BB. Và B phải đứng thủ. Bài đi dâng đến He. Đơn 2 của em chuẩn bị đến rồi. Và báo về Quýt đang dâng vào nhà gần nhà sẻ. Và ở nhà He đang bị bắn rồi. Tham lai là 35. Đến cho He. Thêm một tơn nữa được nổi ra. Sẻ có mấy một tơn đi quản nhà Quýt không? Vâng, thời điểm này đang khá là căng. Vâng, Quýt đi được một tôn quân thôi. Còn sẻ đang ô ba đối phương rồi. Không bắn đi nữa, bắn máy cái thủ chim sẻ nhàng. Vâng, chim sẻ nhàng đang có tham lai là 44/52. Đứng ốp nhà bây giờ, Cam Quýt. Chỉ cần đổi nào là sẽ phải truy sát ngay. Để tránh Quýt đi móc vào nhà He. Nâng cấp tầm xa 7-2 thôi. Vâng, He ăn được khoảng 2 nông dân của B. Và B đứng quân ở nhà thì như này là thế trận mà sẻ và B sẽ lại tiếp tục đua phát triển với nhau. Bây giờ He sẽ tìm nông dân của đối thủ Cam Quýt. Và nếu như bắt được quân đối phương được thì tươi luôn. Và tham lai sẻ là 50. Và đây là He tìm nhà Cam Quýt bắn. Đã phát hiện bài gỗ đối phương. Và chạy hết dần được cái bản đồ rồi. Đây nông dân của Quýt. Và đang muốn có những tình huống vẩy He nhưng mà chưa được đối với He. Quýt đang không bị nông dân của mình. Nhà BA của He cũng đang bị BB chơi vào. Và tiếp tục vẩy He đi He. Tiếp tục vẩy. Quá ghê.
Vâng, 41/48. Vâng, mặt máy cầu thủ chim sẻ. Cái gì đấy? Vâng, đây là nhà BA đi dân của đối phương. Vâng, He vào đây thì trẻ cũng sẽ vào đây luôn. Bắt chết luôn tên này rồi. He đã, vâng. He đã đâm cùng vào đây. Vâng, tạm lại là 57 đến từ cầu thủ chim sẻ nắng. Vâng, mặt máy cầu thủ He. Hai anh em tổ chức quầy bắt. Và nó vẩy He để có thể bắt cung đầu nông dân đối phương. Mà không ăn được nhiều của cam kết sở hữu vừa rồi. Quyết tâm vừa rồi thì cũng xây sẩm mặt mày luôn. Vì đang đốt PA của anh thủ He. Và He bây giờ sẽ đi quản là cam quyết. Đây là nãy cái thủ chim sẻ. Một thế trận đua phát triển cho sẻ và bì. 67/72. Và tiếp tục ra điểm ruộng trong trận đấu này. Đây là trận đấu thứ hai trong trận đấu thứ hai. Sẽ đối xong trận đấu thứ ba. Trận đầu ra thắng rồi. Đốt nhà PA cam quyết thôi. Và cần phải bo cái mặt 6 giờ này nhiều hơn. Tôi sợ rằng quyết sẽ đủ vào mặt này. Báo về BB bắt đầu xong dần. Bao nhiêu dần rồi? Và 40 dần đến cái BB, ít dần hơn sẻ. Và đằng này cái thủ He. Và He bắt đầu phế. Quyết hồi ở trong mặt 3 giờ. Và He không đủ lượng quân để chơi vào. Và tơm BA này của He còn bị tóm nữa. Đau như giờ. Sau lưng sẻ ơi. Và pha vẩy He của He để cho sẻ bắn. Phối hợp kinh nhờ. Một ông vẩy, một ông bắn. Hạt lại là 23 đến cho He, tôi He mất thảm rồi. Quýt bắt đầu chạy dần luôn. Vâng, con đây là sẻ. Đấy, đấy. Chạy đến mặt 12 giờ đấy. Vâng, 90 dành cho cái cục chim sẻ nắng. Bộ bài đang cố gắng xong dần ra để phát triển với BB. Còn BA thì tăng sau. Gặp kìa. Gặp BB kìa. Anh đã bảo gặp từ nãy rồi. Và như vậy là BB vẫn đang chặt gỗ 1. 40 dần thì BB phút 23 vẫn chặt gỗ 1 là sao nhỉ? Vâng, phút thứ 23 mà BB vẫn đang chặt gỗ 1. Rất dị. Cái bài BB yếu lắm đấy. Tạm lại chỉ đang là 1 lít rồi. Nở tham quá bất bình. Và bắt đầu bùng nhà chính ra đào vàng luôn đến từ cái thủ chim sẻ. Phút thứ 23 và BB vẫn đang tầm xa 1. Thì đây là một cái gì đó nó ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng phát triển của BB. Tham lai sẻ lên số là lead 1 luôn. Bung thêm nhà chính ra để đào vàng. Ý đồ lên 4 rõ ràng. 57 dân rồi. Xong dân khỏe vậy. Sẽ thủy nóng ca luôn. Nhận thấy BB 57 nông dân. Đánh đời 4 rồi. Tăng A không sẻ. Và 4A từ đầu đến cuối. Và bây giờ mới lên 6 nhà BA. Dành cho những thủ chim sẻ. Và 120 rồi. Và đã kích 4 thành công đến từ những thủ chim sẻ này đáng. Và đang muốn bắt cung rồi cái thủ cam quýt đi từ nhà He sang và bung nhà chính ra ngoài để có thể ăn vàng và dùng dao giết trâu để mổ gà để... có 4 cung rồi thôi mà lôi cả 2 kích ra để bắt và He sẽ có nhiệm vụ đi quản nhà cam quýt được không cho quýt hồi. He thông tin vừa báo về là cái thủ BB 60 dân và đã đào đủ vàng, tức là BB cũng đang kích 4 sẻ thì chuẩn bị lên 4 xong và người bung ra ngoài ăn vàng nhiều hơn và BB đi ốp. Bi đang muốn đi ôm vào nhà cái thủ chim sẻ. Và 31/156 dành cho cái thủ chim sẻ nào mà Bi không có cửa để ôm vào sẻ. Chỉ giờ đi quân để dọa thôi. Và nhà lên 4 nhưng sẻ sẽ dồn lên luôn. Vì em chuẩn bị lên 4 xăm rồi. Có làm hai cái BM ra mà nâng cấp cả chặt gỗ cả đào vàng không? Hình như là không nên vì lượng gỗ sẻ đang yếu. Có 700 gỗ xong turn hot nâng cấp bắn chặn các kiểu tầm xa và 16 nhà BA thôi cần phải tăng A liên tục đến sẻ.
đẩy nhà BA rồi. Bỏ bớt dần gỗ vì lượng gỗ đang thừa, không cần dùng đến. Tấn Bia đang trở lên bằng số vậy. E báo về B vừa mới đóng cài. Nó sẽ đang dàn cung mình ra để đấu quân với thủ BB. Khả năng cao là Nguy sẽ chơi cài trận thế này thì biết rằng thì 4-1 hơn. Đây hồi nãy cái thủ He. Vâng, He đang đục vào ruộng của cả B cả Quýt. Ok. Vâng, lên 4 xong đấy thì B. Rất tốt đấy thủ He. Một tình huống đi móc máy thì nó sẽ chịu hiệu quả. Và tại đây thì Cam Quýt còn dân trong nhà B chắc đi ngốt. Vâng, như vậy là He hết sạch dần. Chỉ còn lại 12 cung giờ, 11 con. Vâng, vậy He bắt chết nông dân Cam Quýt. Còn 12 con cung giờ của chiến dịch vừa sắp lên dần ra. Tham lai đây là số 12 đi He. Đây còn 2 dần. Vâng, sẽ... Vâng, sẽ Quýt. Vâng, như vậy là B Quýt rồi và tỷ số là 2-0 trong C3. Vâng, rồi.